Muốn qua sông em xin ông hãy cho tôi sang cảnh chùa, rồi tiền công tôi xin trả ông lái đò. Ôi này quý khách ơi, sao ơi giữa đêm đông gió lạnh, sãi thì vừa mới hề chợp mắt, thì dưới bến sông lại có tiếng khách gọi đò. Sao cái lúc sớm sủa chả thấy gọi đò, trời tối mập mà mập mò, thì sãi không có chở đâu nhá. Ông lái đò ơi, sai nói thì nói vậy thôi, chứ sai đi làm phúc làm đức thì đâu có quản ngày đêm hôm giá rét. Ý quả thực là có tiếng khách nhớ đò đó hử? Đúng rồi đấy. Ý quả thực như vậy thì xin quý khách hãy dừng chân lại, để sai ra bến ra thuyền hay chở cho chân linh hương hồn của người đã khuất đi vãng cảnh nhá. Đúng rồi đấy ông ơi. Thì sải ra nào. Ra đi nào. Hơi các đạo quan ô. Sao? Thì cho sải hỏi đã đến bến chưa ý nhỉ? Đến rồi đấy ông gái hòa. Thì đến bến rồi đó hả? Thì sải đã ra bến ra thuyền rồi, thì sãi có phải hơi phô tên bấm tuổi không các đạo quan nhỉ? Xin danh chứ gì? Mà chẳng xin danh thì ai biết ông là ai? À phải rồi, các cụ đã có câu hơi đồng tiền thì có chữ, mà con người thì phải có tên. Quá hơi chẳng giấu gì các đạo quan, chính sãi đây giang viên quê ngủ, thì biểu tượng sãi tên gọi là Chào Công. Phật đã ban cho sãi một chiếc thuyền rồng, thuyền này gọi là thuyền của Bát Nhã. Vốn xưa nay sãi hiền hòa đức già, chèo chở đò rộng rồi lại chở cả đò ngang. Kia nghề của sãi tuy rằng vất vả gian nan, thì sãi đi làm phúc làm đức đâu có quản ngại gì gian nan vất vả. Thì trước khi sãi ra bến ra thuyền rồi, đã xưng danh rồi, thì xin anh em tiếng xanh ngọt nhịp, để sãi khai quang cho đò sạch sẽ, rồi con cháu của cụ rước vong của cụ xuống đò chứ nhỉ. Cháu của cụ rước vong của cụ xuống đò rồi, thế thì
sãi cùng với đào quan là tiếng xanh ngọn nhịp đưa cụ đi vắng cảnh 36 cảnh chùa nhá. Phải rồi đấy, đi đi không khuya rồi ông ơi. Lấy dô khoan lấy lại họ khoan, đưa cụ đi mà thăm các cảnh chùa. Đưa ngọc hồi con cháu đưa cụ khoan, xôi pháp vân cầu sẽ lấy hô đà lần, để bây giờ cụ lại về thăm cảnh, cụ về thăm cảnh đến đất Hà Nam, rồi sau cụ vào chùa tam chúc mà thăm, đưa cụ vào là thăm cảnh chùa. Lấy đồ khoan lấy lại họ khoan, đưa cụ vào chùa tam chúc một lần. Chùa tam chúc cụ đã đi khuôn, ơi cụ ơi cháu con đưa vào, để bây giờ cụ vào thăm cảnh, cụ vào thăm cảnh này đến chi lễ, rồi sau cụ về cụ lại vào này đến chùa Đầm Đa, đưa hồn vào chùa Đầm Đa lấy một lần. Lấy dô khoan lại họ khoan, đưa cụ vào chùa Đầm Đa một lần. Vào chùa là chùa Bái Đinh, ơi cụ ơi ở trong Ninh Bình, để bây giờ cụ lại vào thăm cảnh nay đến Tràng An, rồi sau cụ lại vào đền Quán Cháo mà thăm, đưa cụ vào là đưa cụ vào. Lấy dô khoan lấy lại họ khoan, đưa cụ vào đền Quán Cháo một lần. Ninh Bình cụ đã đi qua, ơi cụ ơi con cháu có tiền đó, để bây giờ cụ lại đi thăm cảnh, cụ vào thăm cảnh đi qua dốc xây, rồi sau cụ vào cụ lại vào Thanh Hóa mà thăm đèn xong là vào thăm đèn xong. Lấy dô khoan lấy lại họ khoan, đưa cụ vào mà thăm đèn xong. Đường về xứ Nghệ quanh qua, ơi cụ ơi con cháu có tiền đó, để bây giờ đưa cụ vào thăm cảnh, cụ vào thăm cảnh nay đến làng Sen quê hương bà Thăng Hồ, sau cụ vào nay đến nơi đây thăm ông Hoàng Mười, đền ông Hoàng Mười. Lấy dô khoan lấy lại họ khoan, đưa cụ vào thăm đền ông Hoàng Mười. Ông Hoàng Mười cụ đã đi qua, rồi đền cuống cháu con đưa vào, để bây giờ cụ vào thăm cảnh, cụ vào thăm cảnh nay ghé đền cuống cháu con có tiền đồ, đưa cụ vào thấy cụ thắp nhang, nhang tam tòa là nhang tam tòa. Lấy dô khoan lấy lại họ khoan, đưa cụ vào thắp nhang tam tòa. Cụ lại về Nam Định.
vào con cháu đưa cổ qua thăm đèn trần là vào thăm nghi đèn trần thôi dô hoan hay là họ hoan đưa cổ đi đưa cổ vào mà thăm đèn trần có tấn đề cổ sẽ sang đất nước Thái Bình để bây giờ cổ lại vào thăm cảnh nay đến chùa Khéo rồi sang Hải Phòng cổ lại vào nay ghé mà thăm thăm chùa Hàng là vào thăm chùa Hàng ơi dô hoan nay lại hò hoan thưa cổ để bây giờ qua cầu đình Vũ qua cầu đình Vũ rồi cổ ghé về qua phải đi qua phà cổ qua phà bãi cháy mà đi đưa cổ vào là đưa cổ về lấy dô hoan lấy lại họ phan đưa cổ đi đưa cổ vào thăm bãi cháy một lần cổ vào chùa Yên Tử mà thăm ơi cổ ơi con cháu đưa vào để bây giờ cổ lại về thăm thành cổ về thăm thành nay đến nơi đây lên thăm chùa Đồng qua chùa Đồng cổ xuống mà thăm thăm bà vàng là vào thăm bà vàng lấy dô hoan lấy lại họ hoan đưa cổ đi đưa cổ vào mà thăm chùa ba vàng đèn kiếp bạc nãy ở Hải Dương ơi cổ con cháu đưa vào để bây giờ cổ lại về thăm cảnh cổ về thăm cảnh đến đất Bắc Ninh vào thăm cảnh đền cổ vào đền nay ghé đền đô đưa hồn vào chùa Phật Tích lấy một lần lấy dô hoan lại về đến đất Từ Sơn chùa Hàm Long cháu con đưa vào để bây giờ cổ lại vào thăm cảnh cổ vào thăm cảnh nay đến nơi đây phải đi qua đạp cầu sau hồn vào nay đến đền chúa có đưa hồn vào đền lấy dô hoan lấy lại họ hoan đưa cổ đi đưa cổ vào đèn chú khó một lần cổ lại về đến đất Bắc Giang qua đình Vũ cháu con đưa vào để bây giờ hồn lại về chùa Bồ hồn về chùa Bồ rồi hồn ghé chùa Trăm Giang nay lấy một lần cổ vì được vãng cảnh nơi nơi thăm cảnh chùa là vào thăm cảnh đền lấy dô hoan lại họ hoan đưa cổ đi đưa cổ đi mà thăm các cảnh cổ vào chùa Bắc Lệ ở làng Sơn đến
Để bây giờ thăm nàng Thu Thị, thăm nàng Thu Thị hoa đã bồng, con đứng trông chờ chồng. Sau hồn vào đến chùa Tam Thanh, đưa hồn về chùa Tam Thanh lấy một lần. Lấy dô Phan, lấy lại họ Phan, đưa cô đi, đưa cô đi mà chùa Tam Thanh một lần. Từ làng sớm hồn trong sang thất khê, đất thất khê ở trên cao băng, để bây giờ cụ lại vào bác bó, cụ vào bác bó rồi cụ lại đi, đi qua đèo rằng sau cụ vào đèo gió cụ qua, đưa cụ về lại qua đèo rằng nơi dô Phan lấy lại họ Phan, đưa cụ đi, đưa cụ đi mà vượt qua đèo rằng cụ lại về Bắc Cạn mà thăm. Ơi cụ ơi như ghé thăm một lần, để bây giờ lại vào đèn cô thăm, vào đèn cô thăm rồi hồn ghé về Thái Nguyên nay lấy một lần. Nay giờ lấy về Phú Lương, đưa cụ vào đèn cuốc lấy một lần. Lấy dô Phan lấy lại họ Phan, đưa cụ đi, đưa cụ về Phú Lương một lần. Đèn cuốc cụ đã đi qua, đèn giáng kiến cháu con đưa vào, để bây giờ cụ lại vào thăm cảnh, cụ vào thăm cảnh nay đến chùa cho con đưa vào, rồi tiền đò con cháu trả cho, đưa cụ vào là chùa hang lấy một lần. Lấy dô Phan lấy lại chùa Đồng Mỗ cụ sẽ đi qua, ơi cụ ơi cháu con đưa cụ vào, để bây giờ lại vào chùa Phù Liên, vào chùa Phù Liên rồi hồn ghé về thăm, về thăm đi già sàng, sau hồn về chùa Thịnh Đán mà thăm, đưa cụ vào là thăm thành chùa. Lấy dô Phan lại họ Phan, đưa cụ đi, đưa cụ vào chùa Thịnh Đán một lần. Đèn xương rồng cụ ghé vào thăm, ơi cụ ơi cháu con đưa vào, để bây giờ cụ lại vào chùa Phú Xá, vào chùa Phú Xá rồi cụ ghé vào thăm, vào thăm cảnh chùa, cụ lại về nay đến chùa Phú Hương, đưa cụ vào chùa Phú Hương lấy một lần. Lấy dô Phan lấy lại họ Phan, đưa cụ đi, đưa cụ đi mà thăm bác cảnh chùa, cụ lại về đến chùa Phật Hỷ Lương, ơi cụ ơi cháu con đưa cụ vào, để bây giờ cụ lại vào thăm cảnh, cụ vào thăm cảnh nay đến sông Công, rồi sau cụ vào, cụ lại vào nay đến chùa Tân Quang, đưa cụ vào chùa Tân Quang lấy một lần. Lấy dô Phan lấy lại
phận quá khổ đã đi qua. Ơi khổ ơi chùa cái nan hay một lần, để bây giờ hồn lại không con cháu, khổ không con cháu nay ghé về thăm thành đền. Để bây giờ nay đến nơi đây thăm phố cò là đền mẫu lấy một lần. Lấy dô khoan lấy lại họ khoan, đưa cụ đi đưa cụ vào đem thăm một lần. Phố Nghiên cô đã đi qua, đèn lục ra cứ cháu con đưa vào. Để bây giờ cụ lại vào thăm cảnh, cụ vào thăm cảnh nay đến chùa Linh Thông hay Nam Tiến một lần. Hồn đi vào nay đến chùa Linh Thông, đưa hồn vào là đưa hồn vào. Lấy dô khoan lấy lại họ khoan, đưa cụ về đưa cụ về phố Yên một lần. Từ Nam Tiến xuôi thẳng đường ba, cầu đa phục cháu con đưa về. Để bây giờ hồn về đền Sóc, hồn vào đền Sóc nơi đất Sóc xưa, rồi sau cổ vào đền Thánh Gióng mà thăm, đưa cổ vào là đưa cổ vào. Nơi dô khoan lấy lại họ khoan, đưa cổ đi đưa cổ vào đền Thánh Gióng thăm một lần. Cổ lại về Vĩnh Phúc mà thăm, ơi cổ ơi con cháu đưa cổ về. Để bây giờ cổ lên Tam Đảo, cổ lên Tam Đảo cổ ghé chùa Tây Thiên nay lấy một lần. Đưa cổ vào nay đến nơi đây thăm cảnh chùa là Tây Thiên lấy một lần. Lấy dô khoan lấy lại họ khoan, đưa cụ đi đưa cụ vào chùa Tây Thiên thăm một lần. Chùa Tây Thiên cụ đã đi qua, thằng đường hai cháu con đưa vào. Để bây giờ lại về Phú Thọ, về thăm Phú Thọ cô ghé đi qua vào thăm đền Hùng. Sau cô về nay đến nơi đây thăm Bảo Hà, là về thăm đi Bảo Hà. Lấy dô khoan lấy lại họ khoan, đưa cụ đi về Bảo Hà thăm đền ông Hoàng. Chùa Nghĩa ở đất sân Tây, để bây giờ hồn cùng con cháu, hồn cùng con cháu nay ghé về thăm chùa Nghĩa lấy một lần. Sau cụ vào cụ lại thắp nhang thăm chùa và về thăm chùa và. Lấy dô khoan ấy là chùa và cổ đã đi qua, ơi cổ ơi nhớ ghé thăm chùa thầy. Để bây giờ tiền đó con cháu cháu trả cho thầy ông tiền đó. Đưa cổ về nay đến Hà Đông, đưa cổ về là Hà Đông lấy một. Lấy dô khoan
Hà Đông cô nước về thăm, ơi cô ơi nhớ ghé thăm thăm bia bà, để bây giờ hồn lại cùng con cháu, hồn cùng con cháu nay ghé về Hà Tây nay lấy một lần. Cô lại vào nay đến chùa Hương thăm hai dòng là bên nước hai dòng, lấy dỗ khoan lại hò khoan, đưa cụ đi đưa cụ vào chùa Hương thăm một lần. Chùa Hương cô đã đi qua, ơi cô ơi nhớ ghé thăm đền Trinh, để bây giờ thăm động hương tích, động hương tích đẹp lắm cô ơi. Rồi sau cô về, cô lại về nay đến thủ đô, ba sáu phố phường là thăm phố phường, lấy dô khoan lấy lại hò khoan, đưa cụ về đưa cụ về thủ đô thăm một lần. Cô đã về nay đến thủ đô, ơi cô ơi nhớ ghé lăng Bác Hồ, để bây giờ lại vào đến quan vào đền Quán Sứ, rồi hồn ghé về đền Ngọc Sương, phải đi qua cầu Hồ, đó là cầu Thế Húc nghi hồn ơi. Sau hồn lại vào Hồ Gươm lấy một lần, lấy dô khoan lấy lại hò khoan, đưa cụ đi đưa cụ về Hồ Gươm thăm một lần. Cô đã về nay đến Pháp Vân, ơi cô ơi nhớ ghé thăm Tứ Kỳ, để bây giờ cô vào chùa Liễu Phái, vào chùa Liễu Phái cô lấy Phật nghe kinh. Rồi sau cô về, cô vào chùa Tự Quán cô ơi, đưa cô vào là đưa cô vào, lấy dô khoan lấy lại hò khoan, đưa cô đi đưa cô đi mà thăm các cành chùa. Đến đại lộ cô ghé vào thăm, ơi cô ơi nằm ở bên sông Hồng, để bây giờ hồn lại cùng con cháu, hồn cùng con cháu đưa cô về thăm Ngọc Hồi, quê Ngọc Hồi cô sinh sống bao năm, đưa cô vào về thăm chùa Ngọc Hồi, lời dỗ khoan nghĩ lại hò khoan, đưa cô về đưa cô về là về thăm chùa nhà. Thuyền đã đến bến ông lái đò ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, xin ông đâu lại để cô tôi lên bờ. A Di Đà Phật, thuyền đã đến bến bây giờ, cụ tôi đến bờ lễ Phật nghe kinh. Ấy đưa vong linh cụ đi vắng cảnh đã xong, con cháu của cụ lại rước vong lên. Nam mô